Bữa nay ngày 28 tháng 6 là ngày Việt Nam. Ông ngoại mời các con, các cháu về nhậu. Quá đồ ăn luôn, nào là dê, nào là vịt, nào là tôm, nào là ốc, gạo gà. Mày nãy mày nói mày chụp cái vú hả? Cái trái... Lê Kima nè các bạn. Đây Lê Kima. Lê Kima, hồi đó nhà mình có cây các bạn. Đâu để định vị là ngay cây đó giờ nằm chỗ nào ta? Đúng rồi, cái cây đó ngay chỗ này nè. Một cây ngay cái ao luôn là ngay chỗ này nè. Xin chào các bạn. Nay 28 tháng 6. Rồi, thấy không? Đây giờ không thấy rồi. Đó, 28 tháng 6. Thì hôm nay là ngày gia đình Việt Nam các bạn. Thế mình mới vừa ra cảng mua nè, mình lấy cua. Đây nè. Cua đây nè. Dưới đây nè. Đó, mình mới vừa ra cảng lấy thì cái đó mình thấy có sủi cọ bạn, sủi thiên nhiên. Đây, bán xô chứ không được lựa bạn. Đây, có con bự lắm nè. Đó. Sầu huyết cồ, ốc búa. Nên mình nãy mình đi thì ba mình dặn xuống dưới có ốc gì the tính mua về chắc đang thèm. Chắc đang thèm đấy. Hai tuần này là tuần thứ ba mình mới về nè. Đây ốc búa bự bự không các bạn, ốc búa bự bự không à. Mình xuống dưới mình mua với lại tôm mũ ni. Đây tôm mũ ni con này có trứng nè. Đây, có mấy con mình gom hết luôn một đống này mà. Nhảy à. Là 1 ký 8 50 gì đó, 1 ký 8 gì đó. Đó thì mình nói là có mấy con bự lựa không được không. Nó nói bán xô chứ không có bán lựa. Đó là mình lấy hết luôn. Ô, đừng nhảy mày. Mấy con bự này chút hồi thì mình hấp. Còn mấy con nhỏ này nha, lấy chừng vài con, 3 con đi. Chút nữa mình làm món thử ăn coi tôm sống này ăn với mù tạt của nó làm sao. Mấy con nhỏ này lựa, mấy con nhỏ ra chút nữa vụ Nam ăn, mình với nó ăn xem coi sao. Đấy, về cơ bản này ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam nên 1 2 3 ăn cái này cho nó hoành tráng ha các bạn ha. Đấy, cái này chút hồi rửa. Vậy con tôm này mình hấp trước, còn mấy con tôm nhỏ thì mình các bạn nhìn thấy nó sống. Đấy, ăn tôm sống như mới đã nè. Đấy, để mình chuẩn bị xong rồi mình quay tiếp hai bạn ha. Đây các bạn biết nhìn cái gì không? Đây, biết món gì không? Đây nè, đó xu đầu giá nè, vú dê sữa nè các bạn. Nè các bạn nhìn má mình đổ rượu vô mà sữa nó ra nè, trắng nhách luôn nè. Đấy, bà Tư Vlog. Còn đây là lòng dê. Thì hôm nay ngày gia đình nên là ăn hoành tráng luôn các bạn ơi. Còn ốc này đang chà nè, ốc búa nè, còn tôm thì hấp rồi. Đây, tôm thì hấp rồi. Đấy. Rồi. Ông ngoại dê lóc. Nói chơi các bạn. Nay ngày gia đình Việt Nam. Đó thì mấy cái này là cái mâm này là bữa nay ông ngoại dê lóc sẽ ăn hết mâm tôm mũ ni. Cái lại ốc này. Ốc này thì ba mình nãy nói là đi xuống biển kiếm có mua ăn, ba mình thèm đó. Thì nãy mình thử nghiệm đó bạn. Lúc mà mình ăn mình nói the thì comment mấy bạn comment trên nói là
lấy cái đít nó ra, bỏ cái ruột nó ra. Thì hồi nãy mình đã bỏ cái đít, bỏ cái ruột ra, rút cái ruột nó ra. Thì về cơ bản không có còn the nó, nhưng mà chỉ nhận không the nữa. Đấy, thì hôm nay thì đồ ăn ngập bàn luôn các bạn ơi. Đây nè, món này là món vú dê sữa. Hồi nãy nó nướng các bạn, cái mùi sữa bay lên thơm cực kỳ. Vú dê. Đây vú dê sữa nè. Còn đây là món đặc trưng của xứ Bình Nghị nè. À, gà gói lá nghệ hấp. Còn đây là lòng dê hấp xả gỏi gà. Còn này đồ trong đấm ngoại đấm vỗ nhàn linh đây nè. Đấy thì còn sầu huyết má mình đang ấy dưới nữa, để xong rồi mình ấy luôn. Đấy rồi, ông ngoại vlog nói gì ông ngoại vlog. Mà vô chứ, vô bia uống chứ. Rồi mà đồ ăn nói chung là đầy bàn luôn, không có chỗ để ly luôn. Hay. Giang đang thèm cái vú dê nè các bạn, vú dê nướng nè. Các bạn, nãy nó lấy cái này nè, ba phải lấy bỏ cái đít ra, ba lấy cái này ra nè. Hạnh cầm đi, hạnh cầm đi, tính làm cho này hả? Không phải đâu, đây nè, hôm nay nó có cái ruột trong đây. Nói chung ăn cái này kỳ công. Đây cái ống này nè, đây rút ra nè, rút cái ống này ra. Đấy, với lại bỏ cái bọc rồi xong là hết the. Nhiều người nói vậy đó, nhưng mà thật sự nãy mình ăn không có the, còn không biết này sao rồi sao. Các bạn thử đi. Ồ, sầu huyết rang me, sầu huyết cồ rang me nè các bạn. Wow. Cái này của bà Tư Vlog làm. Bà Tư Vlog đó. Ba đừng có ăn cái đuôi nó the lắm à. Hết the rồi đúng không? Ăn cái con đó thì hơi cực các bạn. Ốc búa. Đây các bạn nhìn sầu huyết còn nè các bạn. Đó. Còn đây là con cua cớm nè. Cua cớm nó yếu rồi. Cua một con rồi. Ngon không? Ba chế bụt chét luôn. Ba chế bụt chét chó luôn phải không? Dạ. Đây một con bự đem lại cho ba mình. Đây là ba sầu huyết cồn nè, tách ra lạnh. Sầu huyết cồn ngắt rồi, đây rồi mà rất đau. Con lấy bia đừng tính luôn đây nè, con bự quá không chính lấy con nhỏ thử cắn. Đây huyết nè. Nè ba. Trời ơi, đưa má Tâm coi. Má Tâm kìa đó. Trời ơi, đầy dung luôn. Đầy dung luôn nè các bạn. Sao màu vậy luôn. Cháy gần quá thì nó mờ chứ sao, đừng có đưa mờ gần quá. Dưa. Ngon vậy. Mày. Ngon nè. Cái gì được không? Đứng qua đây nè. Đâu, quay ngồi đây nè, đang ngồi quay chỗ Nam mới được. Nam qua đây đi. Lấy chén qua. Còn đây nè. Đây là cái bàn dành cho hai thành viên nhí. Hai thành viên nhí thấy ghê không? Nó úp để được à? Hai thành viên nhí.
nha, để đều nghe nó nút không à. Nó kìa, út mở ra kìa, không lấy cái mở ra ăn. Trời ơi à. Lẽ gì chấm vậy bỏ đi mà chưa đầy đó mà hỏi đúng không? Lắc đi, lắc đi. Ăn bỏ đi rồi hỏi. Ăn Phúc, sao? Có còn theo không? Chưa ăn mà. Rút cái ruồi, cái ruột đó cho chưa? Nuốt này không được. Cái gì? Này còn nuốt cái này không được. Đây nè, tôm bự nhất. Nè, lão bà. Thôi. Nè để lão bà. Ba nè, ba con thứ nhị thôi. Con này có hình như có nè, có trứng nè. Ủa không phải. Con có trứng đưa má rồi. Nè, ăn con này đi. Nè coi siêu nhân tách. Tách nè. Tách đi Nam, tách ra cho ngoại Nam. Để đó cho ba đi. Tách cái gì? Tách đi. Cắt rồi mai trúng nó không có cho. Đưa lên cao coi. Ừ. Đó. Ai nữa? Tính. Má giá gì? Ba năm gỡ được. Đâu? Ôi ôi nó dai kìa. Không có. Đó. Bóp ra. Con này là con khác mà. Cái gì ba? Trong đơn này là Nam. Rồi đưa cho ngoại. Đấy. Cái này là cái đầu hả? Cái đầu đó má. Cho con Nam đi. Rửa biết đâu nó trúng rồi. Trúng rồi mình đi chơi hả Nam? Tính. Đúng rồi. Nè. Rồi tính. Con ăn đi. Cái đầu này mai cũng trong nè. Con loại này. Vú heo để ở đâu đây? Để cái đầu. Cầm ba cầm cái ba chấm ăn luôn. Vậy nó mới sốc. Đấy. Con ăn đâu có. Cái thằng này cũng chưa hay biết rồi. Uống hồi bá đã luôn. Không biết má đâu biết không. Dạo này không có đi đi cũng không có con nào. Có gì đâu không? Của cậu Hùng em cậu Quang cho. Hồi đã vậy. Trời ơi vừa nãy anh Hùng nướng mà nó thơm mùi sữa nó sộc lên trên lỗ mũi luôn á. Hết nổi rồi. Đã bà. Nam nó cỡ ra hả? Trời Nam chơi sành điệu là gói gì nữa cho không? Trời lấy vú bỏ vô trong rồi cũng biết ăn quá ha. Thánh ăn rồi. Con lấy giấy kìa, giấy đâu nè. Các bạn này là đặc sản của Bình Nghị nè. Ai ở Bình Nghị thì sẽ biết nè. Gà hấp lá nghệ. Nướng lá nghệ. Chấm với chao. Chao. Tương, quên. Tương xài. Tương xài. Hai, hai ơi. Qua uống bệnh ly hai. Đi, tôi chi qua đây. Ở dưới. Nè, Bảo Nam quấn gọn cái quất thử rồi. Chuyên gia. Cầm thử rồi. Để nó cuốn rồi. Đi. Vô đây nè, thử cái món đặc sản của Bình Nghị nè. Trời, sớm nắng gì nè, ở đây. Để má nói vậy. Tức về là cái mở tại xíu rồi ha. Nhất qua, nhất qua, các con nhất qua đường ba quay cơm. Ừ, nó dễ vậy. Đây, chứ không. Làm gì anh thịt gì á? Này món gì là hả? Này gì vậy? Thịt gà nướng lá nghệ. Chú Na chủ nhân của ngôi nhà cổ này nè. Đã. Bữa hổm có ông kia mày giới thiệu rồi. Cái ông dạ. Ông thấy á. Món này nó đem lên bia. Để sao để nước. Dạ. Đi nè. Nước của em á. Nước qua rồi. Sầu huyết đấy là sầu huyết đó. Rồi được rồi. Rồi, sao rồi. Đưa để con ăn cái gì đó. Đây là sao? Đúng là con gái hả? Mẹ không chung với con đi gì đâu. Chúng mày được rồi. Không dám làm chút hả? Bỏ luôn, dứt luôn hả? Nam. Rồi, cảm ơn. Quá ngon. Rồi để tôi chén tương chén nào? Ủa, hai chén khác hả? Hai chén như chén mắm nêm, chén tương. Này ăn mắm tương còn cái này ăn mắm nêm, chú dê ăn mắm nêm. Chú dê ăn, chú heo ạ. À. Chú dê sữa đó chú Na nãy nướng mà nó thơm sọc lên trong mũi luôn. Dạ. Nó xịt sữa ta. Xịt cắt mà sữa nó tứa ra. Nè má, nè Nam hãy lên lấy cho ông bà ngoại đi. Đi. Nam làm thử ha. Nam ghê luôn, mang đi. Con lọc ra rồi, con ấy ra luôn rồi. Ta, ăn đi.
con đó có gạch đó, có trứng á. Ăn đi. Nè, nó mua vô con rồi. Ừ. Mà hải sản không ăn. Còn mấy cái này là cái gì nữa? Con ngủ đi. Con cua, con tốt, con ốc gì đó. Ốc cua. Lạ lạ không? Đây này chú Na ăn thử con chú Na. Rồi, cảm ơn. Cái thằng này nó làm cho nó rút. Nó chuyên gia rồi. Cứng quá, cứng. Coi chừng gãy tay đó nha ông nội. Nó kéo không? Nó kéo cho nó đi. Cứng ngắt à. Rồi, đó. Ăn thiệt chứ. Lọc ra. Đó, trứng. Trứng rồi má. Được không? Ngon phải không? Tên trứng nó ăn nổ nổ trong miệng. Có gạch á. Đây. Trứng ăn được không? Để cho chú làm miếng trứng. Trời ơi, thôi. Ăn thường mà bị không? Thôi mũ. Cái đầu đó. Cái đầu mũ ni đúng không? Chắc vậy quá thôi mà mũ. Mũ ni đó. Thuốc đi sâu. Thấy không các bạn? Ăn cái đầu nó như cứ mùi mũ, chắc kêu mũ ni á. Cái mùi nỉ. Ừ. Nè rồi má ăn đi, má tách nó ra. Tính này chắc nói rằng nè. Nó bằng tiếng Anh luôn rồi chú Na. Chứ học tiếng Anh rồi. Dạ. Trời ơi trời. Thấy chưa? Có gạch không? Rồi, nó nè này có nè. Chắc nó ra khỏi cơ thể rồi nhưng mà hồng hồng thôi. Vô. Chúc mừng ngày gia đình Việt Nam. 2 3 vô. Nó đòi ăn wasabi. Nè má ăn đi. Bà ngoại vlog ăn trời ơi thịt không ăn, má ăn cái đầu. Trời ơi à, trời ơi. Trời ơi à, đấy. Thịt không hả? À. Ngon quá trời. Mình ăn chuyên nghiệp rồi. Tôm sống nó còn ăn mà chú Na. Con tôm này sống á. Nãy ra. Nãy ra rồi nó sạch. Đã hả má? Gỡ cái đít nó ra, cái ừ cái gan á, ừ cái đuôi á, đúng rồi. Nó hiểu rồi đó. Trời ơi thịt nó trắng nè. Thịt nó trắng nè các bạn. Nó có cảm không con? Có cảm. Con kia cái thịt không thấy không? Quá trời. Mà con này con ốc nó ăn nó the the nha. Dạ. Tối quá nhìn nó không à. Nó the rồi ngon lắm. Chút của ăn tay. Đó. Cái đó nhờ kinh nghiệm của mọi người trên mạng chỉ dạy đó. Phải gỡ cái đầu ra rồi gỡ cái cục gân ở trong bụng á. Giờ sẽ có tôm này lạ không ta? Nói giờ tôi không biết con tôm này à. Tôm này ở ngoài miền Trung nó nhiều chú Na, còn ở với mình là ghe đi nó lâu lâu nó về được chừng ký hay ký, còn đi xuống dưới cảng có mới thấy mới mua chứ đâu có nhiều. Nó có cả con tôm mũ ni đen với mũ ni đỏ nữa mà tới 1 triệu mấy ký lận, nó ngang ngửa tầm hầm. Nó cũng bự vậy hả? Nó cũng vậy. Mà đã ăn ngon nhất sao nha. Dạ. Tại má sắp dày quá. Nó rất là lớn. Cái này thường thường ta nướng mà ha. Nướng á. Cái này cũng nướng hả? Dạ, nhúng về nướng á chú Na. Mà thơm mùi sữa ghê luôn. Má mình cho miếng. Cái á. Cái đầu á. Cái đầu á. Chắc nó có mùi mũ á. Nồi cái đầu này nó nặng. Con ốc này là ốc này vậy hả? Ốc búa. Chỉ là ốc búa. Chấm nước mắm ngon lắm chứ nè. Ăn ngon lắm, chấm rồi chứ. Nè, sầu huyết còn nữa bạn. Các bạn nhìn thấy thịt nó đầy nhóc luôn. Nào Khải Linh mở ra một con nữa Khải Linh. Gân của nó. Ăn nó cay. Dạ. Bữa nay tính có nhiều người trên mạng chia sẻ. Đấy. Nó hết chưa? Đây. Các bạn nhìn thấy mở cái huyết nó nè, huyết tụ lại nè. Chắc một là nó full luôn á. Bước đi. Vô. Chúc mừng. Còn Phúc. Mẹ uống chung nhưng bảo hả? Hà mẹ uống. Bên này con. Đây là cái gan gan dê các bạn. Gan dê chấm với nêm. Cái này nãy rắc hơi bự rồi má, rắc quá trời bự. Nãy nhỏ là nó mới mềm. Cái dao nó không béo. Bữa nào cái thằng mày dao đi ngang
cá tâm ngạn. Lấy cái chút chút cho nên. Rồi cái đâu vậy hả? Cái đó cay á hả? Nè, cầm quay cậu đi để cậu làm lại cái tắt cái con cua cái con ấy. Cho mượn cái con búa. Búa. Dạ. Con cua đó cậu. Thằng hú con này. Con bự bự ra. Con nào con nào. Cái con này bự bự đi. Con nhỏ hả? Nhỏ không hả? Đây nè. Ôi. Đây nè bạn. Thì mọi người nói là mình ăn lúc mà mình nói sao mà the cay cái đầu lưỡi quá, thì mọi người nói là ăn bỏ cái đít này với lại trong đây nó có cái ruột gì đó đấy thì mình lấy ra. Thì đây là cái ruột đó nè, cái cộng cái sợi dây gì đấy lôi ra, nhưng mà ăn cái này thì hơi cực này, với lại bỏ cái đít này đi thì nó không có bị the cái gan hay sao đấy, còn cái cục này không thôi. Ăn đi bữa nay. Dạ thôi đấy. Rồi kể nghe vui một bữa. Đây. Rồi các bạn. À, giờ đông đủ ha. Ngày 20 tháng 10 tháng 8 gì đó. Tháng 6, 28 tháng 6. Mình cũng không biết nữa, tại chạy ngang cái cổng chào trên Gò Công ở trên mình thấy chào mừng ngày phụ của gì gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Đó, nên là đi xuống cảng có gì quất về ăn luôn. Má Khải Linh. Khải Linh là con Bảo Hồng, là chị ba. Bảo Hồng là con của cái ông áo đỏ. Ông áo đỏ là hàng xóm của ông áo thun. Thằng Nam là con bà này với ông này. Bà chị hai là bà đeo kính. Rồi ha bạn ha. Rồi tạm biệt đi ông Tư Vlog. Rồi. Rồi, uống cái ly chào mọi mừng các bạn. Ủa anh tạm biệt bạn. 2 3 vô. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Các bạn bấm subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye.